phá đường dây ma túy lớn khu vực Giáp Ranh, Bình Thuận và Lâm Đồng. Lực lượng chức năng bắt được 7 đối tượng, thu giữ tang vật gồm 4 bánh heroin và gần 7.000 viên ma túy dạng thuốc lắc. Chiều nay, mùng 8 tháng 12, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đang phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám xét nhà riêng của Nguyễn Thị Kim Anh, 32 tuổi, tại thôn Daguri, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, do liên quan đến đường dây ma túy lớn tại khu vực Giáp Ranh, Bình Thuận và Lâm Đồng. Từ đầu năm 2021, Lực lượng chức năng đã tình nghi một nhóm đối tượng có dấu hiệu buôn bán ma túy số lượng lớn tại khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng. Sau thời gian dài theo dõi, các trinh sát xác định Nguyễn Thị Kim Anh, 32 tuổi, ngụ xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận là kẻ cầm đầu đường dây phân phối ma túy từ tỉnh Bình Thuận vào Lâm Đồng dưới nhiều hình thức khác nhau. Hôm nay, hàng trăm cảnh sát của công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với công an tỉnh Bình Thuận chia làm nhiều mũi, đồng loạt bắt được bảy đối tượng thu giữ tan vật gồm 4 bánh heroin và gần 7.000 viên ma túy dạng thuốc lắc. Đây là số ma túy lớn nhất được phát hiện trong một vụ đánh án tại khu vực Giáp Ranh hai tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.